chú dạ con đi chơi cái này. Tối gì vậy? Tối này. Dạ chào ông, dạ con vừa con. Trà sữa thì đang tôm này con, này con gấu à. Dạ. Còn Thế Vĩnh thì đang tô một chiếc giày. Thế Vĩnh là tô khéo lắm á, mà lâu là Thế Vĩnh mới tô lại nè. Trà sữa với thôi nè, ngủ mà con chú coi trà sữa tô nha. Dạ. Rồi, để quay con này thấy hai anh em nha. Ha, chào con. Tô màu không? Các bạn thân mến, thân mến, thân mến, xin thông báo, xin mời đón Hồng Trấn Vinh, vui lắm khu vực cổng, có mẹ đi chơi cơ gặp. Em sửa không? Xin mời đón Hồng Trấn Vinh, vui lắm khu vực cổng, có mẹ đi chơi cơ gặp. Thân mến, xin cảm ơn. Có cỡ hả? Tô màu không con? Đây nè bé nè đó, lại chào cho cô vô con xin chào. Chào xe do khách hàng để quên tại khu vực Bay Bay Bắc. Xin nhắc lại hiện tại là thông tin chúng tôi đang nhận được chiếc chìa khóa xe do khách hàng để quên tại khu vực Bay Bay Bắc. Con tô con gì sữa? Nào quên để quên quên lại là chúng tôi đã được nhận lại. Con gì? Ồ anh hai tô tỉ mỉ lắm rồi quý bộ chú. Đó anh hai tô đó. Tô theo màu sắc. Ờ là sữa tô nè quý bà có chú coi nè. Đây tớ tô đó, đó sữa tô. Con gì trời? Con voi. Con gì? Con voi. Con này mà con voi gì bà? Hình như lần đầu sửa tô màu á. Lần đầu sửa tô màu nè. À, giờ mẹ Ngọc chụp cho sửa vài bộ hình đi. Chụp sửa vài bộ hình đi. Rồi hai anh em tô màu. Tô nhanh mình đi ăn nha. Cho con nữa. Hả? Trời ơi, giỡn cho con nữa. Hả? Cho bà cho con nữa. Ờ, con tô xấu quá à. Có chân dính tay nha. Ồ, cái dính tô, bà có chú, cứ dính tô cái dây dài trước. Đã quá ta. Bữa nay tô màu nữa ta. Nhìn cũng tập trung đúng như quý mọi chú. Tô đi sữa bên tô đi con. Để coi tô cái gì vậy. Trời. Này đang pha màu nó pha hai ba màu lại nè quý tô chú rồi cô. Đó, pha ba màu lại. Màu đó mà gì sữa? Sữa ơi. Sữa chơi là sữa tập trung mà sữa nói chuyện. Xin mời bé Huỳnh Tấn Vinh ngay bây giờ khu vực cổng có người nhà đang chờ cần gặp. Xin nhắc lại xin mời bé Huỳnh Tấn Vinh ngay bây giờ khu vực cổng. Mà này màu gì con, màu gì hả? Xin cảm ơn. Mà đó màu gì? Dạ đây coi thấy Vĩnh Tô nè quý ông bà cô chú ơi. À, Vĩnh Tô đi dài. Sao con thích tô màu xanh vậy Thế Vĩnh? Xin chào tất cả các bạn. Đẹp không? Thích không con? Thích không sữa? Sữa? Trời ơi, tùm lum màu hết rồi. Rồi lát ai tô đẹp có thưởng nha. Xin chào quý khách và các bạn thân mến, tôi đưa xin thông báo, xin mời chị Hồng, mẹ của bé Ben, đây là những thuật về thông tin có bé đang chờ cần gặp. Xin nhắc lại, xin mời chị Hồng, mẹ của bé đây, Ben, đây là những thuật về thông tin có bé đang chờ cần gặp. Xin cảm ơn. À, đây sản phẩm của Thế Vĩnh này.
anh tập trung nha, không biết bà chú tập trung được lắm á, nhìn cũng như họa sĩ chứ bà. Anh em đang rất là tập trung vô cái bức, cái bức tượng của mình. Có chừng dính tay con nha con. Có chừng dính tay nha. Dính tay giờ. Nghiêng nghiêng nữa. Tập trung lắm đó nha, với màu chú. Ôi ôi. Ra sữa mình thích tô tượng quá ta. Mấy chiều dẫn con đi tô tượng ha. Ha. Nghe không? Tô tượng này tặng ai? Sữa tô này tặng ai? Tặng cho con. Hả? Tặng cho con. Tặng ai? Tặng cho con. Tặng cho con hả? Tặng cha hả? Tặng cha nha. Tặng cho cha nha. Rồi anh hai hết màu vàng rồi, anh hai phải lấy thêm màu vàng. Nè con tư nè. Nè đẹp không? Đẹp ơi, vẫn chẳng vô chưa? Nè. Đẹp không? Chờ sản phẩm của sữa như thế nào không biết mà cô chú. Con lấy cái gì nè? Hả? Lần con lấy cái gì nè? Ừ. Con xong mình đi đổi quà xong đi ăn nha. Đổi xong chưa? Mình cho nó. Đẹp chưa? Đẹp quá trời đẹp luôn. Đẹp quá trời đẹp luôn hả? Tặng ai nè? Số tặng ai nè? Tặng cho con. Tặng cho con hả? Cô vậy mà đẹp quá trời đẹp luôn. Bật cái gì? Sao con? Đó, anh hai thấy dụng cơ được cái đầu rồi. Chưa con, cô chị dính tay lấy khăn giấy lau nha. Tính ra sữa chơi cũng gọn gàng quá, mấy ngồi cô chú không có dính tay chứ. Đây, mình vô coi cái sữa đó, vô phần cảnh nè,
tay quá chứ ta. Tôi cũng khéo quá chứ à. Con tiếp đi con. Nghiêng nghiêng đồ, ngó ngó đồ, nhìn hoa sĩ à. Dính tay rồi. Tay bên kia dính rồi đó. Đâu? Tay kia kìa. Tay đâu? Tay đâu? Nào. Đưa bàn tay lên. Nè, đưa bàn tay con coi. Nè, dính nè, dính miếng nè. Đó. Wow, hôm nay tôi được cái đầu rồi. Ba ơi. Sắp ghế lại con, sắp lớn rồi. Ê, sao vậy? Sao vậy? Đây đây, cho sắp lại cho. Không phải ngồi hai ghế. Ngồi ghế đó con thấp chụm sao con tô? Thấp chụm luôn rồi. Con em tư quá. Hả? Đó, đỏ quá. Hả? Tô con gì đó, màu đó màu gì? Màu đó nào? Màu gì? Màu này màu gì? Màu ư. Hả? Không biết. Màu gì con? Không biết. Hả? Không biết. Cái gì? Tôi không biết. Phải biết chứ, không có tô màu không biết màu gì là sao? Con sao con không biết màu gì là sao? Chấm ngoài. Yeah. Đẹp chưa? Yeah. Yeah rồi em, yeah rồi. Yeah đẹp quá. Con thật. Ờ lần đầu tôi màu mà vậy là cũng giỏi lắm rồi nha. Mày đâu rồi? Màu cũng kiên nhẫn lắm á. Mày đâu rồi? Mày đâu? Mày nghỉ rồi. Mày đâu rồi? Mày nghỉ rồi mẹ kìa. Mày đâu? Đưa gọt tay vô lỗ mũi kìa nè. Mẹ ngồi ghế nè. Xong chưa? Ôi, cái dính tô gọn gàng quá ta, tô kỹ quá ta. Ôi, tô không lem luôn á. Giỏi quá. Đây, đây là người tô không lem nè, còn người này là người tô. Người tô lem. Tỉ mẩn quá chứ. Bữa nào cho mua màu với mua tượng như nhà con tôi nha. Chứ lâu lâu mới đi ăn à. Lâu lâu mới được con. Cái gì? Lúc con lúc đâu rồi? Hả? Cái con đâu rồi? Con quay qua nó dễ tô. Quay qua đây. Lúc con đâu rồi? Con hết lúc á.
à. Có nước hả? Ờ, để đưa chai nước cho em đây Thái Vĩnh. Nước con đâu rồi, con có nước quá à. Nè bạn. Nè bạn nhỏ. Bảy bạn em nhỏ ơi. Nước nè. Nè. Em bé của em của mẹ. Nè. Đổ đổ con cầm hai tay. Ai ra coi chừng ướt. Né ra chưa, ướt không? Ướt hai hả? Ướt không. Trời ơi. Rồi đổ anh hai rồi. Lau đi con, này còn miếng nữa nè con. Để sữa qua đây, xích qua đây. Con miếng nước đâu rồi? Rồi nè, uống nước này nè. Uống nước nè. Con nhanh này đi ăn nha. Nó bụng rồi đó. Em con to hết nha. Ờ, à, tặng cho ai? Đẹp. Đẹp. Hả? Đẹp. Tặng cho ai? Đỏ. Đẹp, đẹp, đẹp. Nhìn con tôi nè. Đỏ. Đẹp. Đẹp không? Rồi. Cái tay của con dính dơ rồi kìa. Rồi. Đâu? Đâu? Đó. Đúng rồi. Chơi ừ. Lát lau. Lâu quá à. Đó bọn mời. Kính thưa quý khán giả thân mến, thì hồi xin thông báo xin mời khách hàng có thể giày 267 vui lòng ra khu vực quầy cây giày có việc cần. Xin nhắc lại, xin mời khách hàng có thể kẹp giày 267 vui lòng ra khu vực kẹp giày có việc cần. Xin cảm ơn. Rồi, sửa mới đầu con không dính gì hết trơn, giờ bắt đầu dính rồi đó, bắt đầu dính màu rồi. Được chưa? Dạ chưa, để con to. Thấy được hả? À? Tô có chỗ tô hoài à. Được rồi. Được rồi đó. Để con to hết này. Đẹp rồi, thôi đi ăn nè. Trời ơi, cái con tổ á. Chịu đi ăn món gì? Tay dơ rồi. Mình ăn món gì nào? Ăn nữa. Giờ sữa đẹp tô. Quá. Đẹp không? Chị tô đẹp đẹp. Đẹp hơn chị không? Mẹ con tôi đẹp không? Đẹp quá trời lại buồn. Đẹp quá trời đẹp. Đúng rồi. Cả em tôi ra là đẹp rồi con. Động viên em. Thôi mình đi ăn nè. Được không? Để con tôi hết cái này đi. Con hết này cho tới sáng à. Cha thì đói bụng rồi đó. Mẹ đói bụng mày xỉu rồi kìa. Chúc con chẳng đi ăn để con tôi hết này. Được rồi, đẹp rồi, tôi chưa đó được rồi. Chưa. Đẹp rồi. Xin màu màu nó cho em. Màu. Sữa đâu vậy? Ê ê ê, của người ta. Tao hết cái này xong rồi đã. Ờ, tối nay tao tối nay xong cái đó là của người ta mà chưa mua sao con nữa. Ăn nữa. Xin lần. Bao nhiêu rồi? Màu kia của bao nhiêu rồi? Mẹ.
bé nhìn kinh tôi nè. Các bé thân mến, đó là lẽ vâng. Xin mời khách hàng Đặng Vũ Thông nghe bây giờ khu vực về thông tin có nhu cầu. Tôi chỉ tao mẹ tao à. Ha. Lâu quá rồi, hẹn lại với bà cậu chú trong một cái đêm. Chẳng có giả đâu, thấy gì anh? Sữa. Đã để thêm bông bông tàu. Ông bông muốn quay nữa. Tôi muốn quay nữa nè. Quay nữa hả? Chào tạm biệt mẹ qua nha. Được mẹ qua nha kìa. Thôi chào tạm biệt đi. Bye bye.